Trong kìa, đó là buổi sáng và đã đến lúc thức dậy rồi. Giây nào bàn của tôi khi mặt trời lên lên cao và tỏa sáng trên trang trại của chúng ta. Nghe o o o của con gà trong đó khắp nơi nơi giống như chuông bao bạn ơi. Trong trang trại làm việc ở xung xung quanh, họ siêng năng với công việc gia đình của họ. Từng người đi, họ sẽ đi đi vòng quanh để hoàn thành công việc của họ hàng ngày. Giây nào bàn của tôi khi mặt trời lên lên cao và tỏa sáng trên trang trại của chúng ta. Nghe o o o của con gà trong đó khắp nơi nơi giống như chuông bao bạn ơi. Ngón tay đang trốn ở đâu nhỉ? Cát Phạm Mi,
Alice, chúng ta hãy đi gặp đại công tước xứ gió. Ta sẽ chơi xếp vòng tròn như hoa hồng. Xếp vòng tròn như hoa hồng, một túi đầy những đóa hồng. À tít xù, à tít xù, ngả lăng quay. Xếp vòng tròn như hoa hồng, một túi đầy những đóa hồng. À tít xù, à tít xù, ngả lăng quay. Xếp bông tròn như hoa hồng, một túi đầy những đóa hồng. À tít xù, à tít xù, ngả lăng quay. Xếp bông tròn như hoa hồng, một túi đầy những đóa hồng. À tít xù, à tít xù, ngả lăng quay. Điều đó không vui ư? Đôi khi ta hãy làm điều đó một lần nữa. Tạm biệt. Các Fami, hãy học cách chuẩn bị sẵn sàng vào buổi sáng nhé. Thank you.
Mình làm điều này khi tớ đi học, đi đến nơi tớ học hành. Mình làm điều này khi tớ đi học. Sáng sớm nhớ làm bạn của tôi. Cô Polly yêu búp bê của cô ấy. Búp bê của cô Polly bị bên tôi rồi rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh nhanh. Và bác sĩ đến với tôi to vào cái nồi. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa tát tát. Nhìn vào màu sắc tuyệt đẹp của các con vòng nào. Này chạm tím sắc màu, làm xanh với sắc vàng. Đó với sắc cam ta có cầu vòng. Này chạm tím sắc màu, làm xanh với sắc vàng. Đó với sắc cam ta có cầu vồng. Đếm những màu sắc có 7 màu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Này chạm tím sắc màu, làm xanh với sắc vàng. Với sắc cam ta có cầu vồng. Này chạm tím sắc màu, làm xanh với sắc vàng. Đó với sắc cam ta có cầu vồng. Là những màu gì nhỉ? Tím, chàm, lam, lục, vàng, cam và đỏ. Này chạm tím sắc màu, làm xanh với sắc vàng. Đó với sắc cam ta có cầu vồng. Này chạm tím sắc màu, làm xanh với sắc vàng. Đó với sắc cam ta có cầu vồng. Hãy chờ một cầu vồng khác sớm xuất hiện. Hãy gặp chú chuột và chú mèo. Chuột thì ở dưới bàn, bàn ở trên chuột đó. Nhanh nhanh nhanh, nên đi bắt bàn mèo. Chuột thì ở dưới bàn, bàn ở trên chuột đó. Nhanh nhanh nhanh, đến đi bắt bàn mèo. Chuột ở sau ghế này, phía trước là sofa. Nhanh nhanh nhanh, đến đi bắt bàn mèo. Chuột ở sau ghế này, phía trước là sofa. Nhanh nhanh nhanh, đến đi bắt bàn mèo. Ở trong cái chai, chai thì ở ngoài chú. Nhanh nhanh nhanh, đến đây bắt bàn mèo. Chuột ở trong cái chai, chai thì ở ngoài chú. Nhanh nhanh nhanh, đến đây bắt bàn mèo.
thì ăn bánh ngon, bánh thì nuôi chuột lớn, nhanh 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 đến để bắt bạn mèo. Chuột thì ăn bánh ngon, bánh thì nuôi chuột lớn, nhanh 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 đến để bắt bạn mèo. Chuột ở trên trần đó, dưới trần là chuột đó, nhanh 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 đến để bắt bạn mèo. Chuột ở trên trần đó, dưới trần là chuột đó, nhanh 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 đến để bắt bạn mèo. Ho 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 ho, chú chuột luôn luôn vội vàng như vậy. Các Farmies, hôm nay chúng ta sẽ đi chợ nhé. Vào khu chợ, vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng tôi sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ, vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng tôi sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ, vào khu chợ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ, vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi đi về nhà, chúng ta đi đi về nhà, đã mua xong rồi. Chợ vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ, vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ, vào khu chợ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ, vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi đi về nhà, chúng ta đi đi về nhà, đã mua xong rồi. Cẩn thận nhé mọi người, tôi cảm thấy như muốn hắt hơi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muốn hắt hơi và nó chẳng cứng đồng, giống như một tá ong gò ve trên xích đu trong mũi tôi. Làm ơn, hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Mùi tôi đã chảy nước, tơ nghẹt mùi. Mình chẳng thể dừng được nữa, nào chỉ khăn tay đâu. Chẳng có một thứ chi. Ồ, tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ vượt qua thôi. Achoo. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muốn hắt hơi và nó chẳng cứng đồng, giống như một tá ong vo ve trên xích đu trong mũi tôi. Làm ơn, hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Mình thư mọi thư, tơ nghẹt môi. Bác sĩ hãy cho tôi biết tôi phải làm gì để không rung rinh. Nó sẽ khỏi theo thời gian. Bạn bị sốt rồi, hãy uống thuốc. Achoo.
hai chân xa, achoo. Hai chân xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hai chân xa, achoo. Hai chân xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Cảm thấy mùi hạt hơi và nó chẳng cứng đồng, giống như một tá ong vo ve trên xích đu trong mũi tôi. Làm ơn, hai chân xa, achoo. Hai chân xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hai chân xa, achoo. Hai chân xa, achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Tôi nghĩ cuối cùng nó cũng sẽ khỏi thôi. Achoo. Một buổi sáng thật đáng yêu. Hãy đánh thức bọn trẻ dậy. Đã đến lúc đến trường thôi. Yeah. Trời sáng hãy thức dậy đi. Cố lên. Tắm rửa này con. Chớ lười biếng. Con ngủ tiếp nha bố mẹ ơi, bố ơi. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cô rời đó bây giờ làm sao? Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cô rời đó bây giờ làm sao? Bữa sáng đã sẵn sàng, sữa và nhiều nước cam, bột ngô với ngũ cốc nè, có thể chọn thức ăn. Ngủ thật là ấm, con muốn ngủ qua, con muốn được ngủ ở trên giường ngay khò khò. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cô rời đó bây giờ làm sao? Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cô rời đó bây giờ làm sao? Đã đến lúc đến trường thôi. Yeah. Trời sáng hãy thức dậy đi. Cố lên. Tắm rửa này con. Chớ lười biếng. Con ngủ tiếp nha bố mẹ ơi, bố ơi. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cô rời đó bây giờ làm sao? Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cô rời đó bây giờ làm sao? Xe buýt kiều bíp bíp, xe buýt kiều bíp bíp, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, đi đến trường học thôi. Xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn.
trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt kêu rum rum, xe buýt kêu rum rum, xe buýt kêu rum rum, đi đến trường học thôi. Xe buýt kêu rum rum, xe buýt kêu rum rum, xe buýt kêu rum rum, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Cùng đón những lời chào nào. Đó là ai? Tớ tên là Hello. Hello tớ xin chào, vui được gặp bạn. Hello tớ xin chào, Hello tớ xin chào, Hello tớ xin chào, Hello tớ xin chào. Hai, hai tớ xin chào, vui được gặp bạn. Hai tớ xin chào, hai tớ xin chào, hai tớ xin chào, hai tớ xin chào. Đó là ai? Cảm ơn là tớ nè. Cảm ơn tớ xin chào, vui được gặp bạn. Cảm ơn tớ xin chào, cảm ơn tớ xin chào. Đó là ai? Tớ tên là Vui Lòng. Please tớ xin chào, rất vui được chuyện trò. Please please ơi, please đó là Vui Lòng. Please please ơi. Chào, rất vui được gặp bạn. Goodbye nhé, chào tạm biệt. Bye Mr. Goodbye. Goodbye nhé, chào tạm biệt. Bye Mr. Goodbye. Lời chào thật vui phải không? Hãy gặp họ lần nữa vào một ngày khác. Chúng ta hãy đi gặp Jack và Jill. Jack và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Jack ngả lăng và nói đầu đau và Jill cũng tiếp tục ngả lăng. Lúc đó anh Jack liền nói và Jill, hãy nắm tay anh và đứng dậy. Vui sệt vui đi, mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Thank you.
và Chiêu nhìn thấy cô ấy từ to khi thấy cho quân bay trên đầu. Chiêu bị mẹ la đánh đập thật đau, bởi cười anh chắc đang khổ đau. Chết và Chiêu cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Chết ngã lăn và nói đau đau, và Chiêu cũng tiếp tục ngã lăn. Trông chú mèo con nghịch ngợm kìa. Kitten, kitten vâng mama, ăn sáng đi thôi, wow mama. Đánh răng đi, không mập mà, biến hồ qua đi, ha ha ha. Kitten, kitten vâng mama, đi học thôi, không mập mà. Xe buýt đang chờ, ô mập mà. Trễ học rồi. Ha ha ha. Kitten, kitten vâng mama, bớt tập ra màu, không mập mà. Đến đây ôn tập, không mập mà. Thầy cô sẽ phạt con. Ha ha ha. Xe đạp nhỏ xinh
xinh, hãy đến ngồi lại đi. Ở đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia, vượt bão tuyết và mưa hay lái chậm với nhanh. Thật vui phải không nào? Hãy để tất cả chúng ta lái xe một lần nữa với các Famis. Xin chào bác sĩ. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Hãy để tôi lấy ngay thân nhiệt với máy đo kê nhiệt của tôi. Sẽ chẳng sao, khỏe lắm nha. Chờ qua lo hay vui lên nào. Xin chào bác sĩ một lần nữa. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Con ông không con thấy thế nào? Chẳng phải chích thuốc đâu con à. Chỉ cần con uống nước mát thôi, sẽ ôm thôi sẽ tốt hơn nhiều. Con đã trở lại bác sĩ ơi. Mình làm sao con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Con lớn lên rất ư khỏe mạnh, đứa trẻ ngoan và cũng khỏe mạnh. Về nhà đi hai bé ơi, chớ có quên nói lời tạm biệt. Cảm ơn và tạm biệt bác sĩ. Bạn có thể đi đến trường rồi. Tạm biệt nhé.
chào các bạn nhỏ. Bạn có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Thật tội nghiệp Humpty Dumpty, tôi hy vọng anh ấy sẽ mau khỏe lại. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Fummy, nhìn em bé ngủ này. Hãy hát cho em nghe một bài hát nhé. Nào em bé nhỏ chẳng nói một lời, mẹ mua cho em chú chim nhài này. Và con chim đó chẳng kim cương đó biến ra đồng thau. Mẹ mua cho em cái gương để soi, và cái gương đó đã vỡ mất rồi. Mẹ mua cho em chú dê thật ngầu, và nếu con dê không kéo em đi, mẹ mua cho em chiếc xe bò này. Và chiếc xe đó cho em chú cho Rover, và Rover đó chẳng xua một lời. Mẹ mua cho em chiếc xe ngựa này, và chiếc xe đó ngã xuống nơi đây. Con vẫn sẽ mãi luôn là bé con ngọt ngào. Thank you.
Fami, nhìn kìa, đó là ngôi nhà mà Jack đã xây. Ngôi nhà này đây Jack đã xây. Mặt nhà đây này ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Mặt nhà kia này chuột đã ăn ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đây là con mèo đã giết con chuột vì ăn mặt nhà ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Cho con đây này lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Nhưng cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đàn ông ở đây rất nát và thật lầy. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đây là linh mục đã cao lông cừu kết hôn cho anh này rất nát quá thức lầy. Hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Gà trống ở đây trong đám đông này làm thức linh mục đã cao lông cừu kết hôn cho anh này rất nát quá thức lầy. Hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Người nông dân ở đây đều cây bắp này làm cho con gà cùng nhau la cà làm thức linh mục đã cao lông cừu kết hôn cho anh này rất nát quá thức lầy. Hôn cô gái này bị bỏ rơi đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Ở đây con ngựa với chó săn và sừng. Người nông dân ở đây gieo cây bắp này làm cho con gà cùng nhau la cà làm thức linh mục đã cao lông cừu kết hôn cho anh này rất nát quá thức lầy. Hôn cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn keo ngọt ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Wow, ngôi nhà của Jack chắc chắn là một câu chuyện dài. Chồng bạn kìa, bạn thật là dễ thương phải không? Trăng
Johnny là một cậu bé nghịch ngợm. Johnny, Johnny, vâng papa, anh đừng phải không, không papa, nói lao phải không, không papa, mở miệng ra mau, a a a. Johnny, Johnny, vâng papa, anh đừng phải không, không papa, nói lao phải không, không papa, mở miệng ra mau, a a a. Johnny, Johnny, vâng papa, anh đừng phải không, không papa, nói lao phải không, không papa, mở miệng ra mau, a a a. Chúng hét lên là bạn ngựa nhạc nhiên.
đã sang rồi đó, ta thức thế dục bạn ơi. Cho bò chạy một dăm khoe nghe, trong khi đó gà nhảy và bay. Và mì bạn hơi đã sang rồi đó, ta thức thế dục bạn ơi. Cho bò chạy một dăm khoe ghê, trong khi đó gà nhảy và bay. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt lành chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, heo hít đất 100 cái đấy bạn ngựa tung hướng banh lên trời cao. Và mì bạn hơi đã sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, heo hít đất 100 cái đấy bạn ngựa tung hướng banh lên trời cao. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt lành chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, cụ kéo tay cậu ta hằng hai, cả tay quế quá ta đội trên tay. Và mì bạn hơi đã sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, cụ kéo tay cậu ta hằng hai, cả tay quế quá ta đội trên tay. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt lành chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Cài này trang trại cầu đi.